Thôi thôi mấy bà đừng có tin ba cái lời quảng cáo rồi mua ba cái con cá cơm ghim này về ăn nha mấy bà. Thật sự á là mua con cá cơm ghim này về ăn á mà cứ nghĩ á là mình ăn con cá chỉ vàng không á mấy bà. Cái gì mà nó ngon ăn không có dứt ra được luôn á. Mua hết bịch này tới bịch khác tốn tiền hao cơm lắm mấy bà ơi. Bởi vậy thôi đừng có nghe lời quảng cáo mà mua nha mấy bà. Nói thiệt tôi cũng không phải là một cái đứa hảo cá đâu mà tôi thấy bên shop ăn thấy mắc thèm quá cho nên đặt một bịch về ăn thử. Ai nhè nó bị dính luôn mấy bà ơi. Thường á là tôi mua mấy cái loại cá cơm khác á hay bị tanh lắm luôn. Nhưng mà được một cái là shop ở bên đây làm cực kỳ thơm nha. Khi mà mở cái túi cá này ra thì mình sẽ nghe được cái mùi thơm của lá chanh, hình như là ghim ở trong đây có lá chanh nè, rồi có mè trắng nữa, bởi vì khi mà mình mở cái túi này ra nó sẽ có một cái mùi thơm rất là đặc biệt luôn, nó không hề bị tanh xíu nào luôn á mấy bà. Cái túi này á thì tôi mua giá chỉ có cỡ tầm 100 cành thôi à, mà khi mà xớt ra ngang được tầm tới một dĩa to là mấy bà, cái này mà nhà 4-5 người ăn là vô tư thoải mái luôn á. Tôi không biết á là xớt bên đây ghim con cá như thế nào á, mà khi con cá cơm á ghim lên ăn y chang giống như là vị con cá chỉ vàng vậy đó mấy bà. Cái con cá này người ta ghim cực kỳ giòn luôn, cái vị của nó là ngọt ngọt mặn mặn nha. Khi mà mình ăn á thì mình nặng thêm một chút xíu tắc hoặc là mình chấm trực tiếp nè. Còn ai mà thích ăn cay thì cho thêm một chút xíu ớt, cay cay mặn mặn ngọt ngọt. Trời ơi, tao nói ăn với cơm trắng á nó đua cơm lắm mấy bà ơi, hết nồi cơm mà không hay luôn á. Tôi nghĩ là cái này á không chỉ ăn cơm không đâu mà mình có thể làm món nhắm cũng ngon á mấy bà. Cái bịch cá ghim này á là người ta vô túi zip rất là sạch sẽ luôn, mình về mình chỉ cần khui ra là mình ăn nè. Còn bà nào kiển xíu á thì có thể hâm nóng lại ăn nha. Tôi thấy á là cái này bữa nào mà mình không biết ăn cái gì á hay là đi chợ không biết mua món gì á thì mình chỉ cần lấy cái này ra ăn với cơm trắng không là cũng đã ngon rồi đó mấy bà. Thôi mấy bà nghe lời tôi thôi đừng có mua mấy bà ơi. Mua xong rồi mấy bà ăn bị ghiền không có dứt ra được rồi mấy bà lại đổ thừa tôi nữa.